Không có mở. Cái âm thanh nghe rất rõ sau khi mà ngoại mở cửa ra, đó là cái tiếng anh đó, anh đòi đi ra. Và ngoại cứ nói câu là không có mở cho mày đi. Hiểu tiện rồi sao ngoại? Có bô nè. Dạ. Đó, mắt đáy, đáy đây, mắt ỉa, ỉa đây. Rồi ngoại đi đổ. Ừ, cái cột đó đâu có đi được. Thì tắm rửa ngoại. Tắm mà chiều tôi tắm nó. Ngoài tắm luôn hả? Ờ, nó đâu biết tắm, nó muốn nó xói không đâu có kỳ được gì được. Một cái công việc hàng ngày của cụ Năm. Ừ. Cụ Năm nay thì 92 tuổi rồi. Và ngày hôm nay thì các anh em sẽ thực hiện một cái dép không được. Video tiếp theo. Để mà vô thăm cụ cũng như là người con trai của mình, một người bà cụ bán rau nơi chủ vắng để mà nuôi đứa con khờ. À, bà cụ đi lưng còng rồi. Mà bây giờ là nếu như mà không có bùi hồ cùng thì bà cụ phải đi ra hay đi vô hai lần. Tại giờ cầm cái dù, cầm cái ghế này. Cái ghế này ai cho ngoại hả? Cái ghế này của con tôi, nó xách nó đưa cho tôi, tôi đi bán. À. Đưa anh Út cầm cái ghế đi. Bùi hồ xách cái vỏ tiếp vào đi. Đây con xách ra. Vỏ này bây giờ cũng không có nặng lắm, cũng được được. Được. Tóm anh em thì sắp thai ngoại được chút nào đấy. Ờ mà cái dù mình đâu cần nắng đâu, mình đâu sợ đen đâu. Sập xuống thì chú ơi. Tại vì vô đây nó dướng cây. Nhà trong đây không ạ? Nhà tường bự đó hả? Đó. Nhà tường bự đó hả? Trời. Ngoại nó ngoại nghèo lắm. Vậy chứ hồi đó người ta mà, người ta lấy đất mình, người ta mừng cầu, người ta cho tiền mình cất. Vậy là ngoại nói đúng rồi, ngoại không có cần nhiều tiền, vô thăm ngoại cho vui. Hồi đó ta mượn cầu này nè, ta lấy đất của mình. Bây giờ ở trong nhà này là ngoại ở với ai? Bây giờ tôi ở với ổng, mà ổng chết mất rồi tôi ở với thằng khờ. À, chỉ có ngoại với người con thôi. Ừ. Còn được ngôi nhà tường. Nhà nước nó lấy đất mình, ta mừng lỗ đó. Dạ, có nghĩa là người ta bồi thường cho mình. Mình mới bỏ nhà lá, mình mới cắt lại nhà tường. Từ ngày lên nhà tường bây giờ bán rau đắt không? Ừ. Rồi mở cửa đây. Mà đâu khóa đâu mà. Đâu cây cốc đâu ngoài, cây cốc đâu? Cốc này nè, bẻ bán hết rồi, còn mấy cây ở đằng sau. Cái cốc bự lắm á. Dạ hả? Cái cốc bự lắm. Ồ, ở trong nhà cụ ngoại có mấy thau cốc kìa. Nè, thằng khờ tôi cột không. Cái âm thanh nghe rất rõ sau khi mà ngoại mở cửa ra, đó là cái tiếng anh đó, anh đòi đi ra. Và ngoại cứ nói câu là không có mở cho mày đi. Ừ, nó đòi mở đi. Đâu ngoại vô anh cho con coi với ngoại, cho con coi anh với. Anh tên gì ngoại? Nó tên Sơn. Anh Sơn. Ồ, ừ. Oh, xích cái chân anh này kìa. Trời ơi, bán ra. Đứng dậy đi. Ừ, em chào anh Sơn nha. Rồi. Ừ, anh Sơn năm nay nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi rồi? 25. Nhiêu? 25. 25. Anh đâu có biết. Anh Sơn giống như là mắc hội chứng bệnh đau quá. Năm mấy tuổi rồi đó, nè, chị ơi, chị ơi, anh Sơn, anh rồi. Là mà hàng ngày là ăn uống đồ ngoại lo hết hả? Ngoại bưng cơm cho anh ăn hả? Anh Sơn cơm chưa anh Sơn? Đừng có mò tôi. Nè. Kì ơi, anh Sơn cơm. Kì ơi. Làm sao ngoại, cái đó anh nói gì? Nó nói vô chị ăn cơm. Rồi ngoại bớt cơm cho anh ăn đi. Là. Đâu có. Đâu có cơm. Nè, Kì ơi, anh Sơn cơm. Anh này thì khác anh rồi. Chưa nấu. Nhưng mà anh bị khóa chân lại, lý do là anh rồi. Chút rồi nó mới nấu cho ăn. Ăn rồi. Là để anh đi nhiều quá. Ăn mì rồi. Tại vì nếu mà mở chân anh ra là anh đi dọc đường rồi đi xe cộ. Anh bị như thế này lâu chưa ngoài? Hả? Anh bị lâu chưa? Bị từ nhỏ tới lớn. Dạ. Nè. Kì ơi, anh cơm. Nè. Thôi nó nhỏ, nó lớn lên cái rồi. Nó nói không gành, mới cho nó đi chơi vòng vòng rồi người ta mới cho nó hút thuốc. Nó mới ghiền thuốc. Hút thuốc hả? Kì ơi. Đi chơi nha. Anh cơm. Anh làm bên nằm.
Anh Lâm, em đi gồm. Lên võng nằm đi anh, lên võng nằm đi. Thôi lại võng à nằm. Ê, đi lại võng nằm đi con. Anh chạy gì ta? Hai, cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Kỳ ơi, đi chơi. Lại võng nằm đi. Ăn cơm rồi đi chơi. Nói anh nói. Rồi, lại võng nằm đi. Không lại có đi chơi. Ở nhà. Lại võng nằm đi con. Ngoài nói tiếng anh nghe đi. Ngoài nói đi ngoài. Nói kêu ảnh lên võng đi. Ơi lên võng nằm đi má, rồi lát má nó má mở cho. Hal. Rồi lại võng nằm đi rồi lát má mở cho. Kia ơi. Rồi. Giờ mới rồi. Ngồi đây đi. Ngồi mới à. Ngồi đó đi. Là giọng nằm, là giọng nằm đi lát má mở cho. Nghe cái câu đó cô bác anh chị thấy có ngậm ngùi không? Chị ơi. Đâu có đành lòng để mà khóa con mình lại đâu. Tuy nhiên vì cái hoàn cảnh sợ anh đi á, rồi sợ anh ngủ bờ ngủ bụi không biết trúng gió như chị thế nào nữa. Nên bà cụ mới khóa lại. Vừa qua thì nghe ngoại nói là anh đi dọc đường rồi xe cộ anh không biết thì rồi bị đội tông luôn hả? Đúng rồi. Rồi đem ngoại mới đem về phá lại nữa. Hôm nay ngoại ăn cơm gì á? Chị. Hôm nay ngoại ăn cơm với gì? Chưa biết nữa, nãy nó cho trong cái ca đó. Trong cái ca đó là ngoại ăn trưa đó. Chưa ăn. Nè. Cái nhà cũng khá là xuống cấp rồi, cũng được, lâu lắm rồi. Nhà này cắt được bao lâu rồi ngoại? Lâu rồi, cắt cả chục năm hồi mừng cầu này nè. Mừng cầu người ta lấy đất mình khúc cái người ta mới cho tiền mới cắt. Hồi đó là nhà lá. Anh la vậy rồi tối ngoại có ngủ được không? Hả? La vậy rồi tối ngoại có ngủ được không? Ít ngủ lắm, giờ già đâu có ngủ được, ít ngủ. Ngoài nói chuyện nghe hiền quá ha. Kỳ ơi. Có khi nào ngoại thấy ảnh tội nghiệp quá ngoại tháo ra không? Tháo xích ra không? Cái gì? Có khi nào ngoại thấy ảnh tội nghiệp quá ngoại tháo xích ra không? Không nghe. Có khi nào ngoại thấy ảnh tội nghiệp quá ngoại tháo xích ra? Không được, tháo ra nó đi đi theo kiếm muốn chết rồi đi. Không được. Mỗi khi mà anh đi đó là ai đi kiếm anh về, ngoại đi hay gì? Cái thằng anh á, chiều tối nó đi mừng về, nó đi kiếm. Có bữa nó lỡ nó nhậu rồi, trời ơi, tối nó đi kiếm, tối dữ lắm. Chứ tôi đi đâu có nổi. Cũng cực ha. Cho ngoại ra trước ghế này ngồi. Thôi ngồi với con mình đi ngoại. Lại ngồi với anh tên gì quên rồi ngoại? Tên Sơn. Anh Sơn. Xin kêu chăm đi. Chị ơi. Tối ngoại ngủ ở đây hả ngoại? Chị ơi, đi gồm. Ngoại ơi, tối ngoại ngủ ở đây hả? Khổ quá ta. Chín mươi hai tuổi rồi phải nuôi con mình năm mươi mấy tuổi ha. Anh một đồng thấy như thế nào? Chui tay xuống con. Sống nếu mà đến thời điểm hiện tại những người mà lớn tuổi đó đôi khi mà cũng không được chín mươi mấy tuổi luôn á, nhưng mà nhiều khi mới bảy mấy 80 những người nhiều khi nằm tại chỗ này nọ đồ gì rồi. Còn bà cụ thì 92 tuổi rất là mạnh khỏe luôn á. Rồi ảnh tiểu tiện rồi sao ngoài? Có bô nè. Dạ. Đó, mắt đáy đáy đây, mắt ỉa ỉa đây. Rồi ngoài đi đổ. Ừ, cái cột nó đâu có đi được. Rồi tắm rửa ngoài. Tắm mà chiều tôi tắm nó. Ngoài tắm luôn hả? Nó đâu biết tắm, nó múc nó xói không, đâu có kỳ được gì được. Tắm ở đâu ngoài? Tắm ra sao tắm? Tháo xích ra. Tháo cái này ra tắm ngủ. Nè. Nè, chị ơi. Ngoại cho con đi ra tham quan ngoài sau được không? Chị. Ngoại có nấu cơm không? Chưa nấu. Chưa nấu hả? Nè.
Là bà biết Chị ơi ừ, ăn rồi, sáng ăn mì rồi. Chị ơi anh nói vậy là sao ngoài? Ăn hết cơm rồi, xè tay vậy ăn hết cơm. Là cơm. Trời ơi. Chị ơi. Bà biết. Cảnh đời thấy xót xa quá anh Đồng ha, mọi người mọi cảnh. Như anh Cường thì là biến cố, còn như anh Sơn này thì ảnh đi ngoài, mẹ của mình phải lo dữ lắm, thành nữ là vậy, bắt buộc phải xích con mình vô cái giọng. Chị ơi, đến từng tuổi này nữa. Vẫn còn phải nuôi con mình, đổ bô cho con mình, đáng lý ra là con phải chăm sóc ngược lại mẹ. Đúng rồi. Nhưng cái này cũng như là do cha sức khỏe, sức khỏe để chăm sóc cho con mình. Đến lúc mất. Thấy cái cảnh này hay xấu luôn ha. Có nhiều người nói than thân trách phận mình, tại sao mình khổ hoài. Đôi khi thì gặp đi xa như thế này, gặp những cái mảnh đời như thế này, cái tuổi 92 là cái tuổi phải nghỉ ngơi, cái tuổi của dưỡng già và cái tuổi của người cần phụng dưỡng. Thì đâu đó con cái của ngoại lại mưu sinh hàng ngày. Anh Sơn á, thì ảnh như vậy rồi sao biết làm gì được. Nè Chị ơi, thôi rồi. Nè, nói hoài mấy chú bắt đi giờ. Nín đi đừng nói nữa, nói mấy chú bắt đi à. Câu chuyện của anh Sơn hầu như thì nghe ngoại chia sẻ đó là anh cũng đã bị từ nhỏ rồi. Là chăm sóc từ nhỏ. Mày la hoài mấy chú bắt mày đi đó, bỏ anh xe chở đi á. Nín đi không có la nữa. Cơm. Hả nói hoài à mấy chú bắt đi giờ. Chị ơi. Nè, mò cái túi hoài bánh bây giờ đó. Ngoại ơi, dạ. Ra đây đi ngoại, để cho anh nghỉ ngơi đi. Ha. Cái gì? Ra đây ngồi đi để con gửi tặng quà cho ngoại. Ngày hôm nay thì anh em của tụi mình lại có duyên trở về lại huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre để thăm một hoàn cảnh. Tuy nhiên khi đi trên cái đoạn đường này thì lại bắt gặp được cái hình ảnh của ngoại, một người mẹ phải bán rau củ để mà nuôi con của mình. Và thậm chí là mẹ của anh Sơn là ngoại ngồi kế bên vườn hồ đã dành cả cái tình thương của mình cho anh có một cái niềm vui, đó là bán được bao nhiêu tiền thì bán, vẫn mua một gói thuốc cho con của mình. Biết đâu thì đó là cái niềm vui duy nhất trong cái cuộc đời của anh Sơn. Nên ngoại cũng có gói thuốc ở bên đây nè. Có ở đây mà không dám đưa. Không dám đưa, chừa từ từ. Thuốc nhiều lắm. Dạ, nên là nữ là phải nói là tình giọt mưa từ trên chảy xuống, tình mẹ thương con thì phải nói là vô bờ bến. Nên là nữ có một cái câu mà ta nói là đi khắp thế gian không ai tốt, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng mẹ đúng không? Tốt bằng cha. Khổ bằng cha đúng không? Không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nói chung là tình thương của cha mẹ dành cho con thì không thể nào kể hết á. Nên là nữ ngày nay hôm nay có dịp ở đây để mà vô tặng nhà của ngoại. Hôm nay thì chỉ có ngoại với lại anh Sơn, không biết các anh ở nhà thì có xem được clip này thông cảm bỏ qua cho các anh em ha. Chủ yếu là muốn chia sẻ cái hình ảnh này để cô bác của anh chị có thể biết được, để có thể hỗ trợ được cho ngoại một phần nào đỡ phần đó. Tại vì thấy 92 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra là phải được về hưu rồi, phụng dưỡng rồi, thì ngoại lại tảo tần buôn bán ở ngoài kia kìa.
không phải là cái chợ nó đi xa quá thì lại mỏi chân. Đi không nổi nữa chú ơi. Bán bậy ở đây đi không nổi, sách đâu có nổi. Bây giờ hai cái giò này này nó đau, nó nhức ngông này. Hồi đó bị mình mần quá rồi già làm như nó lỏng xương, lỏng cốt. Nhiều khi đi té. Còn cha thì còn mẹ thì hơn, mà không cha không mẹ thì như như đờn đứng dây đúng không? Ừ. Nghe Bùi Hồ nói chuyện mà thấy bữa nay xúc động, muốn rưng lệ, muốn khóc ha. Dạ. Khóc ha. Dạ. Nói chung là gặp những cái hoàn cảnh ngang trái khác nhau thì nó lại khác nhau. À, ngoại ơi, hôm nay con có dịp thăm ngoại thì con cũng tình cờ được biết ngoại, mà ngoại lại không có nhận nhiều tiền. Sợ là sẽ nhận nhiều tiền thì sẽ mang nợ. Nhưng mà đây là tấm lòng của cô chú muốn gửi cho ngoại, nên thành nữ là muốn gửi ngoại, chứ ngoại không có xin, không có mang nợ gì hết trơn á. Dạ, này là cô chú san sẻ những cái yêu thương đó với ngoại, tại vì cô chú cũng thấy ngoại cũng khó khăn á. Thì đây là phần quà của chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho ngoại, hai chai dầu. Dạ. Sức dầu tốt lắm á. Dạ, dầu này của Mỹ. Cảm ơn. Rồi gửi cho ngoại thêm 500 ngàn. Dạ. Thôi, vậy tôi cảm ơn ba chú phụ giúp tôi để nuôi cái thằng khờ đó. Bây giờ tôi đâu có đi mận gì nổi. Ở nhà, nhà hồi đó mình còn mạnh khỏe, mình trồng ba cái cây đó, rồi giờ có trái bán vậy nó đặng sống tới đâu tới. Thương nghe không? Lo cho con đến khi hơi thở cuối cùng thì thôi. Dạ. Ngoại chỉ lo rằng là sau này trăm tuổi già ngoại không còn thì ai sẽ nuôi con mình, đúng không ngoại? Có vô, lo điều đó không? Vô đó, về đó thì nó nhốt đó, nó đi mần chứ nó đâu có giữ như tôi như vậy. Mẹ thì phải lo cho con. Anh em thì vẫn còn có gia đình nữa, nên thành ở cũng khó, mình không có trách được. Em đâu phải em của nó, chị dâu mà. Nó cho ăn đồ vậy thì đỡ vậy thôi. Dạ, cho ăn thì cũng quý lắm rồi. Dạ. Mà sống với ngoại cũng cũng thấy xích con mình lại mình buồn không? Dạ. Khổ mà đều vui. Sao vậy? Khổ dữ lắm, đều có con với mẹ vui. À. Ngoại nói là khổ dữ lắm, nhưng mà có con của mình mặc dù nó khờ nhưng mà vẫn thấy vui. Dạ. Đúng không ngoại? Dạ. Không, cô bác bên chị sẽ xem được những cái đoạn clip như thế này là những cái đoạn clip mà anh em tình cờ bắt gặp thôi. Nhưng mà đây là những cái đoạn clip để san sẻ những cái yêu thương, đồng thời lan tỏa những cái thông điệp về cái tình mẫu tử á. Anh nữ dạ. Là để cho mình những cái người làm con á thì cũng phải có hiếu lại với mẹ mình, chứ có bao giờ cha mẹ chửi mắng chứ có bao giờ bỏ đâu hành động ha. Yeah. Con thấy ngoại xúc động hả ngoại, rưng nước mắt hả? Yeah. Ngoại xúc động rưng nước mắt. Ở nhà có cây gì hay bán cái đó à. Có rau ngót thì bán rau ngót, có cốc thì bán cốc. Nãy ở đây thì ở Úc Đồng Tháp ăn cốc tí xíu nhớ trả tiền lại cho ngoại nha. Yeah. Với lại anh một đồng á. Yeah. Cốc ngọt quá. Cốc ngọt quá ngoại ơi. Cốc già nó chín tôi ủ khi ra. Dạ. Tới nào nó có điểm bỏ lại không có bán người ta. Âm thanh mà người lớn khó ngủ lắm, mà âm thanh tiếng anh thôi sơn la vào bộ mỗi buổi tối á, ngoại ngủ cũng không có được đâu. Ngoại nói một câu mà binh con của mình nè, tối tôi đâu ngủ đâu, già mà ngủ gì chú. Đúng không? Ngoại binh con của mình. Con nó ngủ với mình tối phải đắp điếm nó chứ không đắp nó đạp mền đạp chiếu rồi nó bệnh nó hoang nó khổ. Chết thì nó cũng chết rồi mình khổ thêm nữa. Cho nên là tối tôi ngủ với nó từ nhỏ tới lớn nay mấy chục năm rồi. Tối anh nằm trên võng ngủ luôn hả gì ngoại? Không, mùng đó. À vậy hả? Tối là hai mẹ con ngủ chung đúng không ngoại? Hồi nhỏ tới lớn nó ngủ với tôi không. Rồi đắp mền cho con của mình luôn. Đắp luôn. Ổng ngồi đó, ổng ngủ đó rồi ổng chết rồi, ổng bỏ cái nệm lại đó. Tối mà hai mẹ con lên đó ngủ. Thấy sao anh đâu? Thấy quá sốc rồi. Thấy bởi vì tình mẫu tử mà mình thiên liêng lắm. Ban đêm ban hôm mà giá nào cũng đắp mền, đắp chăn. Còn giật mình đứng dậy là đắp mền cho con của mình. Một đêm thấy mấy biết mấy lần. Chiều đâu dám cho nó ăn canh. Nó đái hoài, lát dậy đái, đổ cả bô. Chiều cho ăn cơm khô, không cho ăn canh. Cá đồ chan cho, dắt sáng thì cho ăn canh. Vì nó không còn cái răng nào hết. Nó hôm đó nó sưng cái hàm. Người đang chích thuốc nó. Cái rồi cho nó uống thuốc, nó không chịu ngậm gì, nó phun cái tân. Rồi răng cũng không còn cái nào hết. Bây giờ mới năm mấy tuổi mà không còn cái răng nào hết.
Thôi ăn cơm có cá phải rửa xương. Ngoài cố lên nha. Dạ. Mai mốt anh em tụi con có ấy ghé thăm nữa. Gán sống đang nuôi nó tới đâu tới chừng nào tôi chết nên nó mới khổ. Chết thì nó ở với anh nó cũng đi mừng đồ chị dâu đâu có bằng mình chú ơi. Mà cũng gán chịu chứ giờ làm sao giờ. À, cô bác của anh chị mà trên cái đoạn đường á, tại cầu Vĩnh Bình này đó, quyền Chợ Lách á, thì cô bác của anh chị có thể ủng hộ bà cụ 1-2 bó rau hoặc 1-2 trái cốc để cho bà cụ đỡ vất vả hơn về sớm tí xíu. Dạ. Hôm nay các anh em mình sẽ chia sẻ đoạn clip này muốn gửi thông điệp đến cô bác của anh chị về một tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Dạ. Và cũng thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á, gửi cái phần quà gồm có 500.000 với hai hộp dầu cho ngoại. Dạ, với lại con này, của mình có thể sức nha. Đồ bên Mỹ. Dạ. Dầu. Dạ. Thôi ngoài cố gắng giữ gìn sức khỏe và thôi thì chắc có lẽ là các anh em sẽ chia tay với cô bác của anh chị như chia tay với ngoài tại đây. Và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở những chuỗi video clip sau. Còn bây giờ cô bác của anh chị nhớ đăng ký kênh, hãy theo dõi hành trình của các anh em mình loanh quanh mấy tỉnh miền Tây ha. Bye bye.